Ngày 26 tháng 11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện 30 người dương tính với chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang kiểm tra hộ kinh doanh karaoke Nam Râu, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán karaoke có hàng chục người đang ca hát trong khối tiếng nhạc cực lớn. Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện có 30 trên 33 người dương tính với chất ma túy tại các phòng của quán karaoke. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy gồm 4 đĩa sứ màu trắng tròn, một đoạn ống hình trụ tròn, 2 thẻ cắt nhựa. Công an đang lập hồ sơ xử lý những người sử dụng trái phép chất ma túy và một nhân viên phục vụ của quán karaoke. Đồng thời, xử lý các cá nhân liên quan khác về hai hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý cơ sở kinh doanh karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý và kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày để đề xuất xử lý theo đúng quy định.